Anh ơi, dạ anh xuống. Bê anh để lại để cho nó mát. Hai con hai xe ba bánh cắt trùng hà nó chạy đẹp đấy. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Hai xe cắt trùng hà. Cuối tháng xuống 6. Chạy đẹp. Ừ. Nha. Bây giờ luôn em bắt đà điểu về để đổ cho nó đi. Cắt đen, cắt đen. Nha. Cắt đen gọi là cắt trung hạ là trên này đấy. Ừ thì cắt đen đấy, cắt trung hạ được, cắt cắt xây ấy. Nha, cho em hai xe luôn. Để em cho chúng nó đụng vào. Đấy. Vẫn yếu vẫn nhiều. Không, nó sợ giống này kiểu nó ra là nó dẫm vào. Dẫm vào xi măng là nó ghê chân, nó phải dẫm. Nhà em toàn chạy xi măng. Xi măng phải đổ cát lên. Đó em bỏ đổ cát đây. Xi măng thì là tốt rồi nhưng mà em chạy nó mà chúng quanh chỉ eo. Thì em cứ nuôi nó đi, xong thì đến lúc nó tầm to to thì em phải thả ra vườn chứ em nuôi mãi ở trong được à? Em tính nuôi trong hết. Nuôi trong thì phải có cát. Nó nhiều lắm. Bảo rồi. Chạy. Ở đâu em em mua lại cái chạy lợn này. Chạy đấy. À. Chúng quanh chỉ có eo mới cả. Mang về Hưng Yên à? Vâng. Chỗ nào Hưng Yên? Em Văn Giang. Văn Giang thì đất cây. Nhớ là cây hoa. Giống nó đẹp, nhìn lông nó bóng trơn. Tôi bảo là tí được chám vào bánh chở cát xuống ông chỉ đổ tạm ra con gọn để chiều nó xúc vào lên nhá. Tôi bảo nó chở đây.